Tiếp nối một ý kiến cộng đồng mạng hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị nhận xét của tác giả Nguyễn Quang chia sẻ trên trang Facebook cá nhân vào ngày 7 tháng 8 về kỷ lục gia hạn vô tiên khoáng hậu của công trình xe điện Cát Linh Hà Đông. Mời quý vị cùng chia sẻ. Cát Linh Hà Đông, kỷ lục gia hạn vô tiên khoáng hậu. Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông chỉ dài có 13 km từ lúc được duyệt đến lúc khởi công xây dựng rồi đến hoàn thành là 13 năm với hơn 10 lần trễ hẹn. Xin gia hạn thời gian khai thác đưa vào sử dụng. Kỷ lục về thời gian của dự án này là vô tiên khoáng hậu. Bây giờ, Bộ Giao thông Vận tải xin gia hạn thời gian đến tháng 11 năm 2023 để hoàn thiện hồ sơ và mua sắm linh kiện dự phòng. Thôi thì chính chạy còn chịu được, còn một chạy nữa thì ok nốt cho rồi. Nhưng không phải thời gian tháng 11 năm 2023 mà nên là 2033. Tức là hai đời bộ trưởng nữa mới đạt yêu cầu vì còn phải đi gom hồ sơ từ nước Tây Đài Loan. Tôi nói thật đấy, vì nếu đủ hồ sơ thì đã đủ ngay sau khi dự án hoàn thành, chứ theo quy định của luật xây dựng và nghị định của chính phủ về quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình á, thì làm gì có chuyện công trình đã hoàn thành rồi mà không đủ hồ sơ.